Ta làm bó thăng xích tỷ trầy, ánh thục cầm thông âm ơ âm mẹ, nắn đông lại thông sơ lô mỹ va ta làm phòng, mai hát rông bùi, cầm băng tùm cắt thả khăn bẹ khớ, mân tề ra xăm bà tí, tổ ra nét thun, ăn ăn hoàng thể ánh thục. Ánh nữ cầm may, phun phạp, rắc lại, bác phòng phan điền, huyện Bắc Bình, bì rau bà mai tạ băng bó ca phòng play, tôm cắt thả khăn bẹ bùi, tốt bằng phần tì hồ nào tòa bẹ gia liên nghiệp, bà ta mơ cùn cách chắc, hồ ánh thục đông lại thông biết rộ răng băng. Bà giải vô địch ô tập lúc tòa banh châu Á thun rộ bào lát tòa lúc tòa, bà rào hô ra tạ, bà ta nước gia, cụ oát, ánh thục, mức hô, huy chương mức, tốt a tài đội cách chắc, mai tà lầu tòa ép bí ngọ trở lại đội ba rồi tốt mét. Bà mơ chương còn tòa ép bí, bà bà cách là vàng châu Á, minh, ánh thục, bố, chẳng ô ca tật rư hà tài lô, ca bó mơ chương thì trẻ mức hô. Thành tích ở nhà là em thi là 54, 46 thà lạ đối hồ một lúc ba giây ba bốn năm thà lạ chàng trượt trội hết tay bốn mươi trường thà lạ trong thật rơi nắng lầu thập ba mong phân ti nào cái chắc ba quần cái chắc rong thì là ban châu a nắng thà tập bàn bo thà lạ mất hồ huy chương rồi các bốn mươi trường có giao hai tay trong thật rơi minh hô và huy chương mai ca thà nước già thà lạ chàng bốn hai tay o ánh thục hồ ca vôm ra chạy canh bông trầm đội tua bố thòng vã tâm mơ ngăn trừ nào cách chắc tụ thuộc cả là bọ cả Bình Thuận và tâm mơ cấp tốc độ mới tìm Hồ Chí Minh thông báo môi trường việc rác thì trời ô răng cầm may mâm nước thun trở vào lá li mơ còn tham mét năm hồ vã ăn ngăn trừ tâm mơ ta làm ca vơm ô răng ra nét và cách bằng xa và tâm mơ quần cách chắc đội trở lại ta anh thuộc rể thâu phát tố công ty nào tốc cổ và tâm mơ ta làm ca vơm ra mâm trăm đội và cách bằng xa thông vắc tô mâm trăm sơ lô tụ ô ca ra đắp ca cách thả mâm trăm ngã ca thục hát chật đốt lạ mình mừng hai tay mâm rát thì tùm ô răng tầng bát to ăn thục chàng trước tập ba tùm can tầm mạnh sa man lai bậc cầm tầm mơ hô mắt xa nâng rát hai tay mâm trăm tôi tùm cách thả mâm trăm thì ô răng thì ra chợ canh ngã rũ bát tuần nọ mâm trăm bát tí và cách bằng xa mới tìm Hồ Chí Minh và tập dạ thông báo môi trường thì bằng cách chát bắt tay nước da của quát pro block rồi bố hô rượu tốt rưng thì trời và mai báo môi trường vẽ tá bó ca tay nước da trong thời gian quá trình rèn luyện thì ngày hàng ngày tô em mâm trăm vẽ hoa ray sơ lô tốt chồng bố vẽ lễ ta là khinh qua quần cách chát mình sân nâng tấn mưa ngà vơm thông hà ra hàm tầy chờ là nào thì thả lạ rớt lót hay chạy vớt lòn mắt sân nâng mùng trăm hà ta tạc rư thì thả lạ nắn đội chờ là á ta biệt xa măn thả lạ tạc rư đội biệt xa măn bạ bạc cách nơi cần thả lạ mất hô tòa hơi chương mức thả làm thun vài tân năm thông tân chút thả lạ hô tòa băng mất hô cấp bạ quần cái chát ra nét bạc cách bằng xa băng nê nắn mất hô giải châu Á thông báo môi trường mất hô thả lạ hát chặt mưa rác hát tai sơ lô tập ba chế mưa hồ có một trường lòng tập ba chế mê tân thả lạ cách chát quần nhâm rong mưng trong và cách bằng xa thả lạ trong nắn mưa hồ có một trường xam thể biết mưng tốt đi thả lạ hát chặt mưa rác rươn mưng trong tôm cách thả blog ca vơ mưng trong bèo tập biệt tôm chăm anh đi blog ra trả căn tạ tập biệt hát chặt mưa hồ hà ra ni ô hồ nắn hà ra hồng tầy hát chặt mưa rác hát tai tốt rươn mưng trong sơ lô tập ba mình cũng cảm thấy vui chứ. Ta lạc bố vẹt bùi, tố anh nữ trầy, nào cà chá, mỡ hồ, giải cròn, vì rau bó, nữ lạ, nào cà chá, bạc quần cà chá châu Á, mỡ hồ giải cròn, ta lạc vẹt ôn, bó mưu trường ni, tròn tất ca tì tùm chê cừu, mông trăm, bà to cả thầy. Mai tánh phùm play, ánh tục, ô răng cam may mức, nắn, tổng bất chợp âm ưa mê, ta lầm rũ ngạ tì mơ ngà vôm, dầu tố ô cà bà ta mơ quần cà chá. Anh thuộc trường tháp lá cơ rớt hạ tá, chẳng nắn tập bằng bọ, cà thun rơ nét bạ phẩm chợ Phan Điền. Bạn Hoàng Thị Anh Thục là đã được giải huy chương vàng. Dút Hoàng Thị Anh Thục, nào gai chá mượn hồ huy chương vàng, bạ là vàng châu Á. Ta lạ nắn, thà ra chả canh, ca vôm tầm thờ ra. Ta lạ bố, bẹ tá bọ, và dút bà mai bá mươi trường lòng, cà tà nước già, ca phùn phạp sắc lại bạ phẩm Phan Điền. Đến với đoàn xã Phan Điền và đơn vị ủy ban nhân xã Phan Điền. Bó mưu trường, mỡ hô huy chương vàng, bạ quần cái chát ra nét châu Á, nắn, bó tờ lầu, ca rũ ngạn thì ánh thục. Bó mưu trường, mỡ hô bạ mưu ngọ rưỡi tập hạ tâm mưu bó mưu trường hà rung, tì phà cái chát mâm trăm đội tì nước cành, nắn trôn mâm cày ca tùm ra bạ cái chát mâm trăm đội.
thôn Rà Né và Bình Thuận xã Ran Tô Pa Tâm Mơ tồn quần cá chát tà lầm thông liên hiệu gia. Sau khi mà em này đã vào đội tuyển Điền Kinh Bình Thuận á, thì hát tài thì tốt, a tài thục tâm mơ cà vôm ra bạch chát đội bạn được cảnh Bình Thuận, a tài mơ hồ sơ lô bóng một trường lòng tỷ bí an thạ mông trăm thì cà vôm hồ sơ lô xa lý xàm tỷ bí nắn tùm a tài ra nét mực rù tui thì sai thục mông trăm xàm tạp ba ta thích xàm bóng một trường bó án tục hạ chạch mơ hù cà vôm mông trăm chàng mất năn ngã cà rớt hạt thá chế cà cà vôm ra bạch chát và tui ra ràng tạc cuộc. Phát tổ ra ni ánh thuộc tọa bố brinh tâm mơ mông trăm chạy chạy cà bà tâm mơ nhằm prong trăm bà tí bà cách bằng xa hô ra tạ tại làm phát tổ mai tanh phát quần cà chát ni ánh thuộc tạ tạp dạy chăm anh ấy nắn bà mai bó mươi trường lòng tại api mơ hô huy chương vàng bác cô quát bì rộp lót nắn bà bền ala prong ria riêng brinh mông kề cả ánh thuộc tạp dạy brinh mông trăm thông mơ hô bó mươi trường lòng tại api bà tồn quần cà chát tạ làm nước cành tạ làm ya thông bác gia liên nghiêu nắn hai chật ra tạ tại làm vắc tô mai tanh.